Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tay sen có thể sử dụng hiệu quả ngay cả trong điều kiện áp lực nước thấp, thì hãy cùng tìm hiểu chi tiết về sản phẩm tay sen tăng áp Aqua Power mới nhất của Inac nhé. Sản phẩm sẽ có hai phiên bản 7C với màu trắng và 8C sẽ là màu Nikkel Chrome. Chúng ta có thể lựa chọn tùy vào sở thích cá nhân. Sản phẩm với thiết kế bát sen to rộng với 85 tia phun được bao phủ đều đặn trên bát sen. Phía giữa của bát sen sẽ có một nút cao su với logo Inac. Phần thân tay sen thon dài mang lại cảm giác cầm nắm vô cùng chắc chắn và dễ chịu khi sử dụng. Ngoài chế độ tăng áp thì có một điểm mà Thảo Linh rất thích ở sản phẩm tay sen Aqua Power của Inac, đó chính là dễ dàng vệ sinh. Các sản phẩm tay sen thông thường thì sau một thời gian dài sử dụng, các chất cặn, bẩn sẽ bám vào các lỗ phun và các đầu phun sẽ bị tắc dần, dần dần thì sẽ không phun được nước nữa. Đối với các tay sen thông thường trên thị trường thì áp lực nước tiêu chuẩn là 0,1 MPa, nhưng đối với tay sen Aqua Power của Inac thì áp lực nước thấp nhất có thể sử dụng được là 0,02 MPa. Như vậy thì dù nhà chúng ta áp lực nước có thấp thì vẫn có thể sử dụng hoàn toàn bình thường. Nguyên lý hoạt động đó là những đầu phun của tay sen theo hình dạng phễu giúp khả năng đẩy nước tốt hơn. Hãy cùng nhau kiểm chứng nhé! Khi chúng ta tắm, đầu phun giữ nhiệt kém sẽ làm thất thoát nhiệt độ, gây lãng phí năng lượng. Nhưng đối với tay sen Aqua Power của Inac thì nước khi đến đầu tia phun sẽ không giảm quá 3 độ trong quá trình sử dụng, đảm bảo tiết kiệm năng lượng. Đối với Inac, phòng tắm không chỉ đơn thuần là nơi làm sạch cơ thể nữa, mà là nơi để cơ thể tận hưởng thư giãn để giúp chúng ta phục hồi sau một ngày làm việc vất vả. Hãy cùng tìm hiểu về tay sen massage đến từ thương hiệu Inac. Hiện tại, các mẫu sen tay của Inac đều đang bán lẻ trên thị trường. Nếu quý vị đang muốn thay thế các sản phẩm sen tay của gia đình thì hãy đến các đại lý Inac gần nhất để tham khảo thông tin sản phẩm. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại!